loài động vật cũng hợp lý. Nhưng mà các nhà động vật quyền thích làm quá, đâu phải cứ ăn chay là bảo vệ động vật. Lên án nuôi gia súc đúng thật là sảng quá. Biết bao nhiêu nơi vẫn còn tồn tại nạn đói. Nếu không chăn nuôi thì làm sao có miếng ăn? Ăn mặc sung sướng sao muốn làm chuyện hề hả? Chỉ có thể là rạp xích bê ta. Các bạn ăn chay cắm người, khác ăn thịt. Thịt gà ngon thế mà các bạn ác ghê. Lần thứ hai tôi sử dụng vần này. But sorry we don't do that here. Biết là các bạn thích ăn chay, nhưng mà bọn tớ không quan tâm. Who care? Phất luôn tất cả động vật quyền. Anh em bọn ta vẫn xuân quyền. Tôi không hề ghét những người ăn chay, vì đó là quyền và tự do của mỗi người. Bạn thích ăn rau, tôi thích ăn thịt, sao tôi lại không được ăn uống theo sở thích? Thời đại ngày nay sao càng ngày càng kỳ lạ. Tôi thích ăn thịt chứ đâu có đụng chạm ai. Hóc cho lắm vào rồi tỏ vẻ đạo đức giả, không cho thức ăn thì đúng là Phật online. Vì thương xót cho các bạn beta nên tôi quyết định ăn thịt gà cả tháng. Yên tâm là tôi chỉ ăn tháng này, còn tháng sau tôi vẫn ăn xả láng. Là một người rất yêu thương động vật nên tôi cảm tạ sao mỗi bữa ăn ngon. Sống ở trên đời mỗi người mỗi quan điểm. Tôi muốn